Xéo, ra mày cứ nói cho thầy nghe, thầy thầy không mắng mày, thầy không đánh mày đâu. Thật không thầy? Thật chứ sao lại không thật? Thầy không đánh con thật à? Nếu mà thầy đánh con thì thầy thì thầy là gì hả thầy? là con chó như này. À, nếu đánh con thầy là con chó, thầy nhớ đấy nhá. Nhớ chứ sao lại không nhớ? Phòng phòng như thế nào hả mẹ?